Xin chào quý anh chị và các bạn, mình Hùng bên chuyên vật tư .com, một công ty chuyên cung cấp các loại vật tư đường ống và các loại van vòi. Vật tư đường ống thì hiện tại là công ty chúng tôi đang cung cấp các loại vật tư đường ống chất liệu bằng thép mạ kẽm, chất liệu bằng thép đen, chất liệu bằng inox 304, 316. Vật tư đường ống thì hiện tại là công ty chúng tôi đang cung cấp các loại phụ kiện co lơ tê nối và các loại van vòi. Các loại van thì hiện tại là công ty chúng tôi đang cung cấp rất nhiều loại van kết nối bằng rang và kết nối bằng mặt bích. Thì hôm nay Hùng xin review để giới thiệu với anh chị và chỉ cho anh chị cái cách mà anh chị các bạn chọn mua cái van một chiều lá lặt, một chiều lá lặt xài rang tại công ty Phan Nhân. Và cái van này nó có một số cái quy cách cụ thể để anh chị các bạn thông qua cái clip này anh chị các bạn đã nhìn thấy nó rồi, và mình chọn mua một cách tự tin khi anh chị các bạn đã xem xong cái clip. Thì trên tay của Hùng đang cầm một cái van một chiều đây anh chị các bạn, hình thể nó như thế này. Hai cái đầu ống nó kết nối bằng vô chỗ này đó, rang đây anh chị các bạn này, kết nối bằng rang đó. Thì cái đường ống kết nối bằng rang, thì cái van này á thì nó chỉ có một chiều thôi, một chiều hơi hoặc một chiều nước. Nếu mà anh chị sử dụng nước thì nó chỉ một chiều nước, mà nếu anh chị sử dụng hơi thì một chiều hơi. Nó đi theo cái chiều thuận nha anh chị các bạn, nó đi theo cái chiều thuận. Thì cái lá lặt này nè, cái lá lặt ở bên trong cái van này nó có một cái lá lặt, thì khi mà nó đi theo cái chiều thuận thì cái hơi hoặc nước thì nó sẽ đẩy cái lá lặt này lên, thì nó sẽ thông qua phía bên này, nó đẩy cái lá lặt này lên thông qua phía bên này. Thì nếu mà cái nó trào ngược nước lại á thì cái van này nó sẽ đóng lại. Cái van này sẽ đóng lại nha anh chị các bạn. Đó, nó đóng kín lại đó. Đó. Thì đây là cái van một chiều, cái kiểu của nó như thế này đây. Đó, cái kiểu của nó như thế này. Thì cái loại hàng này á, hiện tại là công ty chúng tôi đang có từ phi 21. Phi 21 có nghĩa là 1/2 đó anh chị các bạn. Phi 27 là 3/4. Đây là cái van một chiều phi 27 này. Phi 27 này. Rồi, có rồi tiếp theo nữa là 1 inch là phi 34. Đây là 1 inch là phi 34 này. Rồi nó tới 1/4 là 42. Và 1/2 là 49. Đó, 49 rồi tới 2 inch rồi tới 76, 2 inch là 60, rồi tới 76 rồi tới 90, tới 114. Thì cái loại van này anh chị lưu ý, đây là một cái loại van mình kết nối bằng rang nha, bằng rang mình vặn vô trong cái đường ống. Thì có cái nối bằng rang, thì anh chị các bạn khi mua cái loại hàng này á, anh chị cho chúng tôi biết là anh chị đang xài cái đường ống phi bao nhiêu. Đường ống công nghiệp á, đường ống đi theo cái hệ mà hệ 21, 27, 34, 42, 49 á, thì 49, 60, 76, 90, 114 á, thì đi theo cái hệ đó. Thì anh chị các bạn cho chúng tôi biết là anh chị đang xài ống bao nhiêu. Mình xài ống bao nhiêu thì mình xài van một chiều bấy nhiêu nha. Thì đây là cái thông tin, cái loại hàng hóa, chất liệu của nó thì hiện tại là Phan Nhân đang có chất liệu bằng thép mạ kẽm, chất liệu bằng inox. Hiện tại Hùng đang cầm và review cho anh chị các bạn, đây là cái van một chiều inox nha, cái van chất liệu inox. Rất mong quý anh chị và các bạn có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp công ty chúng tôi qua số điện thoại 0915 886 916. Đây cũng là số Zalo, anh chị các bạn cứ gửi thông tin qua Zalo và công ty chúng tôi sẽ nhận những cái thông tin hỏi hàng của quý anh chị và các bạn, và công ty chúng tôi sẽ gửi báo giá ngay. Đồng thời những cái hàng này công ty chúng tôi luôn có sẵn số lượng nhiều ở kho hàng của công ty Phan Nhân. Rất mong quý anh chị các bạn tin tưởng và ủng hộ. Mến chúc quý anh chị và các bạn sức khỏe, gặp nhiều may mắn thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.